không mỗi giờ nổi của 4:51 lên chờ khách có 2:1 nhảy 4:51 cũng chờ nhanh chứ rồi khách có 2:1 lên thì hết chiêm rồi. Bây giờ làm sao? À, bác sĩ nói là bữa thứ hai đi chứ giờ mơ chứ đâu đi kịp. Nhưng mà đi đi về Cần Thơ dưới đây chịu không nổi hả? Dạ đi Cần Thơ chịu không nổi với cái giấy này nè, chúng ta khám mà ta phải chuyện lần một câu, chuyện năm ba lần lên tới khám mình được chưa? Buổi sáng nay một nửa lần một trình hả? Hả? Bây giờ có 2:1 hà, bây giờ 4:51 nghỉ bao như vậy? Nhanh dữ trời. Nghỉ rồi. Trời ơi, đã dạy ra hết một với thằng kia. Trời ơi, vậy quyết định sao không hổ? Thì bác sĩ cho hay là thứ hai đi. Thứ hai đi hả? Vậy nay thứ mấy mà hổ? Thứ bảy rồi. Thứ bảy hả? Thứ sáu rồi, thứ bảy. Mời thứ bảy của thứ hai đi. Bây giờ có cho thuốc gì về nhà xài đó không? Không, giờ không cho thuốc bụng cho hết. Thế không chứ là ta điều trị, là ta giúp cho nó lụng. Chứ ta trị gì đó, bị lụng. Mình nói, tốn tiền nhiều hay gì? Nhiều, ở đây là tốn tiền nhiều đó. Tại ở đây không có những cái hiểm. Ở đây ta không điều trị. Ta phải chuyển đi. Ở đây thì không có được. Nói là Cần Thơ là chỗ nào không? Dạ, biết chỗ Cần Thơ, chỗ nhiễm thì lớn hả? Chỗ nãy đó. Ta pha lớn mình diễn đấu chỗ nhà trung ương rồi xong luôn xuống dưới luôn xuống dưới rồi xuống dưới nhỏ này chừng đang có bầu nó bị nặng nhìn ta kêu nằm nữa đó nằm chứ sao về được nằm theo dõi á thứ hai đi ha từ giờ thứ hai ở nhà rửa đất muối nha có cái rửa thứ hai đó hôm qua nó rửa ngâm nước muối nó không ngứa để đổ không đi trời mưa sao được ra được nè nè cái chỗ cho nó ngồi đi bây giờ trời mưa sao đi được mưa để vô đây nè ngồi đi xe này nè nè một thân nè tao chở đâu nó ngồi đẹp cũng đi cũng góc dép ngồi em mặc cái này đi nè cái này nè ngồi xích vô nha ngồi mới sáng có 2:1 nhảy 4:51 rồi hả? Lộ nhảy lẹ chứ không hổ. Trời. Giờ bữa ông chùm luôn quá, thứ hai đi gần chùm luôn quá. Ừ. À, không sao. Cái này nó không đi là nó ngày càng bự nó không tốt cho em bé. Tốt cho em bé. Cái này mới nói là ấy là chứ không phải bệnh cái đó là bệnh gì? Cái đó là ấy hả? Bệnh cái kia là khác nữa. Còn cái này nó cũng là nhẹ. Nhẹ hơn đỡ hơn tí thôi. Nói giờ đó là cái thứ thì người ta xúc thuốc cho nó bụng. Ừ. Chứ cái một hộp môn đó một ngày ăn nóng nó nóng quá nó lộn mà chúng ta ăn đồ mát nó mềm lại tục trong. Ừ. Một ngày ăn đồ mát là bị chỉ luôn. Ta chỉ tỉ mỉ vậy đó. Thì không có gì là nga bị chỉ luôn phải không? Chỉ. Do là có bầu là không có nên bị bón, không có cho bón. Chứ ăn đồ mát vô. Được thì mua cái gói đồ pha lắc đấy các bạn cho nó uống. Xong rồi hủ ơi. Thứ gì tây rồi đó nghe. Đầu sắp tới là xuống dưới, xuống dưới có bảo hiểm thì nó nhẹ tiền hơn chút nhưng mà cũng tốn tiền. Tốn tiền. Tốn rồi đó. Có ở đây thì tốn tiền nhiều à. Đây không có sợ bảo hiểm nhiều rồi. Cái đây ta không trị nữa. Gì? Ta không trị. Để nói làm sao? Ở đây tốn tiền ta không trị. Tôi nói tốn tiền nhiều quá hả? Ta không trị. Có lẽ không chiên giống như không chiên cái đó vậy. Tốn tiền nhiều. Tốn tiền nhiều mà ta không trị cái điều này. Giống như không chiên cái này nha. Mình thơ là bệnh viện lớn, trung ương mà. Bệnh viện nào? Trung ương, Cần Thơ. Là thứ hai giọt xuống dưới. Học ngay thì bị lâu rồi, nó thỉ nó đi gan học ngay thì bị lâu rồi, nó gán bây giờ chứ ta đi về hết rồi, bị nó lâu lắm rồi. Bị lâu lắm rồi. Nó khám bác sĩ nó nói là bị lâu. Bị lâu rồi lúc đó sao không chở vợ đi? Chưa có đi bác sĩ đi đâu? Cỡ rồi. Đang nghĩ rồi, mất cỡ, có câu của bà rồi mất cỡ. Tới giờ bác sĩ nói là thằng bây giờ nó buồn hiu rồi kìa. Hồi nãy bác sĩ nó đốt rồi ngọc ngay giật mình. Đốt rồi đó. Để cho bác sĩ hù vậy đó, ngọc ngay giật mình. Cái ngọc ngay nó đốt cái gì nó không có xúc xúc cho bà ruộng chứ hết chứ đốt gì đâu bà ơi. Đốt điện. Đốt điện. Đôi vô đốt nó quéo. Hù quá vậy đó. Sợ. Nhưng mà đó là lại là đốt điện á. Đốt điện
ai đi tái khám ta phải hết liền đâu, chứ ta hướng dẫn cho bên nó nhẹ chứ không có sao, mặt như hơi nặng nặng cái chỗ đó đó, nặng để lâu quá, dòng để lâu về rửa phụ pha. Nhưng mà giờ nó có em bé cũng tội nghiệp đó. Thì có em bé nó mới ăn. Hỏi à, hỏi lại không có tính không? Trên bình thường. Mới có đưa bác coi không? Không. Coi không? Tại sao không đưa cho bác coi luôn? Cái đồ kiểm tra không nghe. Bên đây giấu gì giấu là nhà nóng mình, bệnh nóng mình nó mới nổi lên gì đó. Vậy đâu nóng mình. Nóng mình nổi. Không có ngồi ơi. Về để đồ cảnh ra đi. Nãy kêu đưa bác sĩ coi luôn mà không đưa. Thứ hai. Chén đâu đem mấy cái chén? Hai cái chén. Hai cái chén, hai cái tô. Rồi xong. Quần áo đó hả? Quần áo đó của bả, hai bộ của hai bộ. Cũng bị sẵn luôn á, giờ đâu có làm gì đâu nữa, về nữa đứng ai đi luôn vậy đó, đâu chọn nữa đâu. Chiếc này hay chồng ra công viên lên Long Xuyên ngồi. Có buồn nghe, nghe nó buồn rồi kìa. Mới ăn mà. Buồn nghe. Không, mới ăn thì chảnh hả? Có đói không? Không. Điện dưới xe mấy chừng hơn mấy chục cây á. Ngày nay chạy ha, vung người luôn. Bệnh viện Đa Khoa Trung ương là trên mình chạy xuống đụng luôn hay gì á. Rồi mình chạy xuống đó, tôi chạy cả 3 cây số tới bệnh viện đó, anh Nguyễn tôi chạy trở lại. Mấy chục cây. Tính đi xe đò với bà này bà không chịu, bà nói xe bà không chịu, máy lạnh nó bà không chịu, bà kêu xin xe đi xe nhà. Chạy ngày nay cũng công sống, công sừng, ca chân nắm chứ. Ừ. Đó, đi taxi đi. Em hỏi đi em. Rồi. Bà không có chịu đi xe rồi, bà lạnh mà. Không ra bà tôi chịu xe đi đâu. Mở cửa em. Ra mới đi, cũng muốn 500 ngàn thật là chạy xe nhà tốt hơn mình xăng. Đi xe con bây giờ đã hết 500 ngàn đó. Ừ. Bác sĩ của nó bị bao lâu chưa? Bị lâu, bà ra bị lâu. Lâu mà do không có chịu đi khám. Không có chịu nó đi sớm. Nó đi sớm rồi. Đang có bầu mà nó bị cái gì ta đi liền. Đây tới đứa thứ hai còn nhảy ra nữa đó. Nó nhảy hoài mà. Ngắt là nó nhảy lên, ngắt nhảy lên nè. Phải chứ phải đừng ngắt đâu, nhảy lên tới đó. Ngắt lên tới đó nhảy lên. Phải đừng ngắt đâu nhảy nha. Ừ. Bây giờ ba ngắt lên một con nhảy lên hai một đó. Ngắt nó đau hay gì? Ngắt chảy máu luôn á chứ đau gì. Ở cứ ba ngắt. Rồi đúng. Ngắt là không là khám từ từ vẫn ngắt. Ờ vẫn ngắt mà nhảy lên hai một liền. Thuốc thấy lạ lạ đó. Thấy lạ lạ tưởng đâu dư có ngắt lên. Hồi đó giờ có biết đâu. Hồi đó xúc thuốc cho bà gì mới ngắt. Em rồi. Rồi qua đây chứ anh em. Ủa giờ đầu rồi. Đặt nước đi. Nước đi. Dạ. Đó hiểu. Hiểu. Có không mưa, hai đứa có mưa gì không? Không, hồi giờ mưa. Hết mưa hết mưa hết về về nghỉ ngơi cho khỏe có gì đâu. Về anh ăn uống bình thường, mua đồ mát ba. Ăn uống bình thường. Chứ có gì hết á. Ghế hai đi ha. Ngồi ghế không em? Ngồi ghế không em? Phải ngồi ghế kìa nha. Ngồi ghế em. Ghế đi để bầu mà nội với tốt nghiệp ba. Đem được cái. Chứ bị mất trắng rồi đó. Điện cho bà vợ hay chưa? Chưa mà nãy bà điện được ngay mấy chuyện đi lâu bị lúc ăn điện nói bà giờ chuyển Cần Thơ rồi rồi cho bà hay thôi ở đây thôi địa chỉ nó lo lo Cần Thơ đó lo lo phải ở đây nè gần đúng rồi ở đây gần chạy xa với bà có là hai chồng kẹt xa dữ lắm ở đây, thì mình chỉ tốn tiền ở đây tốn tiền mà ta không có chị nữa ta không chị luôn họ nói hồi đó tốn tiền nhưng hữu chị cái đó đang không có chị luôn chắc là không có chuyên về cái này nè hữu nói ở đây tốn tiền mà hỏi ở đây phải cho vợ nằm đây luôn đi chứ đâu có chị cho mình ở đây tốn tiền mà tốn tiền ở đây hiểu gì đó còn mà chị không chịu chị đến không có chuyện ai vợ xuống Cần Thơ rồi mà ở đây là tốn tiền mà tốn tiền không có bảo hiểm không phải là đây tôi chỉ vợ của anh đâu nó có làm như mình đủ nó bao nhiêu tiền cũng nằm đây chơi đó ai mà vợ ai mà chỉ ra mà anh nằm đây nó chuyển vợ xuống Cần Thơ hiểu không người ta nói mình đi nha nãy em lấy đồ mưa lớn em nói đi ra mà mưa lớn mưa lớn nó đổ rồi đó dạ.